đường của tôi đầy lạ hả? Ở đây coi là cái đường này này, nó là còn là cái đường rất đỏ. Nó thấp lắm, nó thấp dữ lắm. Còn á, đất của nhà cô ở đây là hàng nguyên một rừng năn không, cỏ năn á, cỏ năn á, năn nó mọc ở dưới, nó mọc ở bên dưới nước á. Xưa là cái nước sông này á, là nó trong lắm, là nước nó phèn, nước nó phèn, nó cái kiểu mà nó không phải nó phèn đấy, nó hơi mặn mặn thôi. Nó là lợ, nước lợ chứ không phải là nó là nước mặn. Nhưng mà vẫn uống được đúng không cô? Nhưng mà mình về lọc thì vẫn uống được. Mà nó trong lắm. À, bên dưới là hàm là mình đứng trên, ví dụ mình đứng trên cầu đó, mình nhìn xuống dưới là toàn là cái nan là nó mọc quá, là cái những cái gọi là cái gì nè, rong á, gọi là rong á, rong á, để cho vịt, cho heo, cho gà thì ăn đó. Đó là mình nhìn thấy dưới đáy luôn, nhìn thấy cả nước luôn, cả dưới bùn. Mà bây giờ là nước nó ngọt rồi, khoảng cũng lâu rồi à. lâu lắm rồi, được 10 năm. Tôi về đây chắc cũng cách cũng được, chắc cũng có khoảng được hơn chục năm rồi. Nói chung thì được rồi đó, nó ở ngoài mặt tiền mà như nó giải tỏa dưới đây rồi, dưới đây. Ở đây là khu này là ai mà không có giấy tờ là phạt tiền 5 triệu, 5 triệu mấy. Có tờ giấy tờ là khoảng có không á, khoảng mấy 40 triệu tiền chỗ đó. Nói chung cũng chưa biết nữa, tại vì cái đường nó chưa hình thành nên mình chưa biết, để khi nào hình thành cái đường xong rồi mình mới tính tiếp. Ý là nếu mà hoàn thành thì nếu mà công việc mà thuận lợi chú sẽ ở lại. 4-5 triệu một ngàn mét vuông. 4 triệu một ngàn mét vuông. Cho một tháng thôi. 5 triệu một ngàn mét vuông. 2 ngàn mét. Đấy thì cải đấy, thì cải xanh, cải xanh, cải ngọt, tươi, rền, muống, linh tinh. Được một vài chục. Thấp nhất là bao nhiêu? Hả? Nếu mà từ thấp nhất là bao nhiêu? Thấp nhất là 5 khi nó vừa. Chả cơm, chả cán thì nhà xài nó vừa ở dưới này nhìn nước này sâu 40 mét, xong rồi bơm lên trên cái bồn lọc trên kia, xong bắt đầu phải chạy xuống cái giếng này sâu 40 mét. Ủa, cái nguồn nước này là chú lấy từ cái kênh đúng không? Không, ở dưới này khoan xuống dưới sâu 40 mét. À, khoan xuống sâu 40 mét, xong rồi máy ở dưới này, xong mới bơm lên trên cái bồn kia lọc, lọc xong bắt đầu mới tưới cho cây này. Độ sâu 40 mét mà ở dưới có nguồn nước là nó... Ở dưới ngầm, nó ngầm không, nó, cái nước ở đây là nước nổi, còn nước ngầm nó ở sâu dưới cái lòng đất cơ. Túi đào giếng này để túi nước là đào 40 mét là cái... Cũng dùng cái nước nhưng mà người ta không có lọc, người ta bơ ở cung hậu. Tại cái nam này nó cần được xong. Đúng rồi, khi mà thiết kế cái này là đồng thời phải thiết kế cái giếng. Thiết kế những cái làn này bị tập đấy, cái là có chủ hết rồi, người ta chưa làm thôi. Một thế là ở cái khu vực này người ta chưa có quy hoạch dân cư mà người ta chỉ cho trồng thôi, cho thuê đất cho trồng, cho thuê, nếu mà đất có người ta không làm, nếu người ta để khác người ta làm chứ có chủ hết rồi.